chiều nay thì đó, chiều nay thì anh Phương dẫn mấy Bill ra ngoài để một vòng chơi nữa cả nhà. Bill ơi, nhìn chú nè Bill. Ôi trời. Gắn cái gì điện vô. Giờ được ba Phương chợ đẩy đi chơi sướng nha. Được mấy tháng rồi anh? 7,5 tháng hả? À, được đi ra ngoài dòm ngó quá trời luôn. Ôi xe bự quá. Hello. Con nói chuyện được chưa? Dễ dàng vậy anh ơi. À, đi một vòng, đi thêm vòng nữa. À, chiều nay ra ngoài được ba để ra ngoài khoái quá trời luôn. Hôm nay xe mình đậu rất là nhiều luôn đó nha. Đó là kỳ ra ngoài. Nhà hiện tại thì bây giờ anh Hải vừa chở bé Ken với bé Bull về tới cả nhà, tắm vừa xong luôn. Quá ngầu luôn ha, đẹp trai quá. Tắt nhanh nha. Anh Hải bằng bộ đồ giống bộ đội nhìn đẹp ha. Thank you.
anh Phương ra sửa xe nè cả nhà. Sửa xe là cho hàng của em trai anh Phương. Đó, chiều nay xe nó bị trục trặc vấn đề gì đó, anh Phương cùng với lại em trai của anh Phương. Qua, đi bùm bùm ra luôn. Mới thấy ra sửa mà sửa gì nhanh chưa ta? Chắc nó không vừa. Chị Loan thì phải nói là chắc hồi trưa lại chim mệt quá nên giờ chưa xuống nổi cả nhà, đang ngủ. Chị Đồng Lo, chị Bùm Bùm chuẩn bị bán bánh ú cả nhà. Cái nhà mình ai mua thì đặt bánh ú ủng hộ chị Bùm Bùm nha cả nhà. Dạ thì bánh ú là ship vòng vòng trong thành phố Hồ Chí Minh này 90.000 một chục nha cả nhà. Cái nhà mình mua thì đến trực tiếp đi mua hoặc là lên trang Facebook của chị Dung Võ, Bùm Bùm Mỹ Mỹ hoặc là chị Hồng Loan cũng được. Cái nhà mình nhắn tin để số điện thoại lại thì shop sẽ chủ động liên hệ lại cho cái nhà mình nha. Hoặc là cái nhà mà muốn mua mà không được thì có thể liên hệ với số điện thoại của Hồng Nhân 0395996817 nha cả nhà. Hồng Nhân hỗ trợ cái nhà mình hết mình luôn. Đây cả nhà, hiện tại chắc đầy xe nè cả nhà, chuẩn bị là em trai của anh Phương chở đi giao hàng cho mọi người ở Sài Gòn. Dạ thì video cũng khá là dài rồi. Nhân cũng xin chúc cho tất cả những cô chú anh chị đang xem trên kênh thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công nha cả nhà. Ôi, có xe giao hàng đó nữa cả nhà ơi. Đó, anh trai này anh gáp lên lấy hàng. Ôi, chiều trời mưa rồi cả nhà ơi.